Xin chào tất cả anh em nhé. Sau đây em sẽ lên sóng, bên Giang Nam Audio sẽ lên sóng một cái bộ phối ghép rất là hay, gồm một cặp loa Philips DCD 2200. Cặp loa Philips DCD 8000, một trong những cái cặp loa cũng rất là ít gặp. Cái bộ dàn của nó thì rất là ngon anh em nhé. Bộ dàn của nó người ta bán tầm 14 đến 15 triệu. Hiện tại em chỉ có mỗi cặp loa này thôi, và em đang ghép với con âm ly Technic Class A. Và con này có model là A70, SU A70. Cái âm ly này thì toàn thân của nó bằng nhôm anh em nhé, và chất âm của nó cực kỳ hay luôn, ngang với âm ly đèn đấy. Và cặp loa này thì em đang bán với giá là 4,6 triệu anh em nhé. Cặp loa cực kỳ hay. Sau đây em sẽ test thử chất âm anh em nghe nhé. Bát của cặp loa này xuống rất là sâu anh em nhé. Nói phải nói là cực kỳ sâu luôn. Nó thiết kế rất là độc, rất là đẹp anh em nhé. Đấy, chép nó nằm ở trên này. Chép đôm. Màng giống như BVDUC